Chào mừng tất cả các bạn đã trở lại với channel của mình. Thì tiếp tục với series mua hàng trên mạng á, thì hôm nay lại là một sản phẩm của Lazada. Đó là gậy tự sướng Zunten 1288 tai Bluetooth cộng chân đế 228. Mày số tiếng được không? Không, này để tiếng làm cho lẹ. Không số tiếng đi, em đang nói chuyện này. Sáu công hồi vậy làm tiếng rồi. Mày xong mày nói hai giờ. Đây đây là gậy của chúng ta. Us. Giá của gậy này là 125.000. Này là bao gồm ship chưa? À bao gồm ship rồi. Không ship là 110. Các bạn nào mua trên thành phố thì là 110 ha, không free ship. Này ở tỉnh thì nó tính thì tiền ship. Đây. Đi chơi gì nó mua vậy nó mới sắp. Đây. Này là chân đế. Ngoài con nha. Chân đế cái này nó xúc ra. Khá mỏng manh. Đây là cái gà điện thoại. Đây là gậy của chúng ta. Rất là chắc. Này có thể dùng để đánh người khi cần thiết. Cực kỳ chắc chắn. Đối với chân đế này nhìn hơi hơi bèo một tí. Sáu tiếng đi nha hai. Sáu tiếng em nha. Để quay lên nói chuyện vi khủng. Con nhỏ cái bên đây đang tào lao với lao đây. Đừng có quay đi. Cắt thì chị muốn cắt tao giết thiệt. Ồ, đây còn một dây cáp nữa. Cái này để sạc sạc cho con này. Sạc cho cái remote. Làm sao gỡ ra. Gỡ ra được rồi. Bài viết như hai này của hàng cũng mắc cười đấy. Để kết nối Bluetooth thì chúng ta gạt đây nha. Gạt lên. Đó, nó chớp chớp như vậy rồi có thể kết nối Bluetooth được. Thử kết nối Bluetooth. Ok. Kéo rất là dễ, rất là trơn, rất là dễ kéo. Kéo tới đâu các bạn gạt tới đó. À, ngay gạt khúc này. Đó. Gạt đây. Gậy rất là chắc. Mình không biết nó làm bằng gì nha. Cực kỳ chắc chắn. Mà có lẽ này nó hơi dài so với cái gậy khác. Khi thu lại là nó đã dài bao nhiêu đây rồi. Chắc cầm nửa mét này. Để chân đế ta sẽ lắp thử vào luôn. Này lắp thế nào? Chắc là tháo cái này ra. À, còn một cái phụ kiện đây nữa. Cái nhỏ này dùng để lắp cái chân đế. Chúng ta để quay như thế này. Đây, lắp điện thoại và
hay lắp cả máy quay, xếp lại cũng hơi gọn. Mình sẽ lắp thử vào. Còn mới nên hơi khó đưa vào. Đây. Đây. Thì gậy nó sẽ đứng như thế này. Ok. Còn đầu thì sẽ lắp như thế này. Đây có cái khớp, chúng ta sẽ bấm vịnh lại chứ không quay cái này vào cho nó chắc. Khớp này để mình quay cái khớp này. Quay xong chốt lại. Nó sẽ như thế này. Đây cũng có cái chốt để gài lại. Bên đây là mở, bên đây là khóa lại. Mở ra thì nó có thể xây như thế này. Đây, xây như thế này. Chứ đúng như ý chúng ta thì chúng ta sẽ gài lại, khóa lại như thế này. Đây. Nó sẽ thâu lại, nó bóp lại như này, cầm cũng được, rất là chắc. Nhưng theo mình nghĩ là khi bạn xài nên bỏ cái này ra. Nếu cầm gì thì bỏ cái này ra. Để chứ không cầm như thế này nó sẽ nó bị lờn ở chỗ này. Bỏ ra và cầm như thế này thôi. Cái này để lên hãy lắp đế vào. Nhiệt độ rồi kìa. Nhìn chung là nhận xét chung là cái cây này nó rất là chắc chắn. Tiền dụng với giá này thì theo mình là khá là hợp lý. Các bạn nào có quan tâm đến sản phẩm thì mình có để link ở bên dưới nha, các bạn click vào đó và tham khảo nha. Đây là chân đế sau khi gắn xe cao như thế này, khoảng mét mấy ta? Khoảng 1m6 á, 1m6, 1m7 gì đó. Mét rưỡi hả ông nội ơi? Mét rưỡi hả? Khá cao á. Nhưng mà cao như thế này thì nó rất là yếu. Cái đế này mà nếu mà gắn điện thoại thì nữa là gió thổi cái là đập xe liền. Quá yếu. Nói chung là để gắn thấp thấp thì được, chứ cao như thế này thì rất là nguy hiểm. Nếu cao thế này thì các bạn sẽ xài cái này. Xài cái cây này thì nó sẽ chắc chắn hơn. Còn cái này chỉ để tầm ngắn thôi. Cao quá nó sẽ ngã hư điện thoại. Định năng cây này Liên mua hai cây này thì mình có để dưới phần video mô tả. Các bạn click vào đó tham khảo nha. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong các video tiếp theo. Bye. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hãy đăng ký kênh để chúng tôi có thể ra video thường xuyên nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều.